Đời này cha dứt mới mong cầu. Mong cầu gặp Phật hồi long qua. Con ráng trì tâm niệm Phật Đà. Hãy lấy gươm trí huệ mà dọn sạch ma lòng. Hãy lấy lòng khoan dung mà đối đãi lẫn nhau. Hãy lấy lòng bác ái nhân đạo mà cư xử với mọi người. Cần hiểu cái lý vô ngã của nhà Phật, hãy ráng sức thi hành sẽ có thầy ủng hộ. Kính thưa quý vị, đây là một đoạn văn dần ở trong bài Pháp Luận Lời Khuyên Bổn Đạo đoạn cuối. Vì đoạn văn này có hàm chứa sự tu hành hành đạo như thế nào. Giờ đây chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời cô giáo lý viên Trần Thị Hà đến diễn đàn làm phận sự của mình và trình bày cho đồng đạo chúng ta đồng nghe chung để chúng ta rút ra kinh nghiệm sự tu hành của mình. Trân trọng kính mời cô. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa ông Phan Văn Niêu là chánh văn phòng ủy ban của xã Châu Phong. Kính thưa ông Trương Văn Điệp là trưởng ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Châu Phong, cùng các vị trong ban trị sự xã Châu Phong. Kính thưa quý vị là trưởng ban, là phó ban, là các thành viên của ban trị sự xã, phường, thị trấn các nơi về đây tham dự. Thưa quý vị, thật là một điều vinh hạnh cho chúng tôi được ban tổ chức mời về đây để gặp gỡ với quý vị đồng đạo mình để chia sẻ qua một chuyên đề. Thưa quý vị, vậy lời nói đầu tiên của chúng tôi xin gửi đến quý vị lời thăm hỏi chân tình, lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, hôm nay thì tôi cũng có một cái duyên là được cùng với giáo lý viên Trịnh Văn Hiền, quý vị là người cũng cùng bản xứ với chúng tôi, thì hai chị em được về đây mà thuyết giảng gieo duyên cùng quý cô bác anh chị em đồng đạo ở đây, thì đây là một cái điều rất là vinh hạnh cho hai chị em chúng tôi. Thì chúng tôi nghĩ như gì nè quý vị, ở nhà mình nhờ cái tình thương của ông bà cha mẹ để rồi chăm sóc, dưỡng nuôi, dạy bảo. Đồng thời nếu như đứa con mà có gì sơ sức thì ông bà cha mẹ sẽ sẵn sàng ủng hộ và thông cảm, bỏ qua những cái lỗi lầm, đồng thời dạy dỗ những cái gì cho con, cho cháu mình rút kinh nghiệm để lập cái cuộc sống, phải không chư quý đồng đạo. Thì khi có đủ duyên lành mà đến với các nơi để mà làm nhiệm vụ của quý vị, tôi không quên tôi là một đứa con, đứa cháu của quý cô bác cùng tất cả anh chị em, cũng như là những người chị hoặc là những người em của quý đồng đạo của mình để đến đây tham dự đó quý vị. Thì tôi nghĩ rằng tôi rất là mong quý vị sẽ ban cho tôi một cái tình thương, mà cái tình thương này nó rất là thật khả ái quý vị. Bởi vì Đức Thầy cho biết là tóm tắt ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha và dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Đâu có cái tình thương nào mà bằng tình thương con một cha không quý vị. Con một cha thì sẵn sàng chia sẻ rồi giúp đỡ rồi dìu dắt lẫn nhau. Cho nên Đức Thầy không có cái từ ngữ nào mà để tỉ dụ mà Ngài dùng cái từ ngữ là con một cha.
Nếu con nhiều cha thì đâu có thương yêu nhau, phải không quý vị? Chỉ có con một cha mới thương yêu. Mà trên lãnh vực đạo đức đó chị Ba, con một cha mình là đệ tử của Đức Phật, Đức Thầy đó, nó còn có một cái chỗ mà gắn bó, buông xả nè, tha thứ nè, thương yêu nhiều hơn. Cho nên Thầy kêu mình là phải thương yêu lẫn nhau như con một cha. Nếu ai mà ganh ghét, ai mà thù hiềm, ai mà tìm cách để mà làm khổ cho nhau thì không phải là con một cha rồi. Quý vị có đồng ý điều này không quý vị? Đây là hai ba cha, phải không chưa quý đồng đạo kính mến? Cho nên bây giờ á, mình tu rồi thì mình hãy xem nhau như con một cha, để rồi chúng ta dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Có như vậy mới giữ được trọn lành trọn sáng, có như vậy mới được về nơi Tây Phương an dưỡng mà học đạo cho hoàn toàn, đặng trở lại cứu giới chúng sanh. Bởi vì nơi Tây Phương Cực Lạc là nơi đó thuận thiện, nơi đó toàn là cái người đó là lành, không mới được về đó. Ông Phật A Di Đà ông rước những cái người lành trong hà, những cái người dữ ông đâu có rước về chển đâu quý vị. Gọi là trang nghiêm tịnh độ mà, phải không? Thanh tịnh hoàn toàn rồi mà, mà đem những cái người mà còn ganh hiền ghét ngõ, rồi còn chăn còn chích còn chọc với nhau thì ông Phật không rước về, phải không quý vị? Cho nên ở trong cái điều mà điều kiện vào đạo đó, Đức Thầy cho biết như gì nè quý vị. Không người nào được phép xưng mình là người trong đạo mà không giữ lực. Kẻ nào làm trái luật lệ trong sự đạo đức, dù kẻ đó không xin thôi đạo hay không bị bôi tên, thì trách nhiệm việc làm của họ xem như người ngoại đạo, phải không chưa quý đồng đạo? Nói này cái cô Út bưng cô cười hoài quý vị. Có lẽ là thấm thía, có lẽ là đã từng trải nghiệm trong cuộc sống, và có lẽ là cũng đã từng áp dụng cái tinh thần thương yêu lẫn nhau mà cô cũng là đại diện cho bên giới nữ, không chưa quý đồng đạo? Cho nên á, tôi thấy một cái điều này nè quý vị. Thầy kêu mình á, cả tiếng kêu cùng khắp chư tăng với tín nữ thiện nam Phật giáo nên cố gắng trao thân gìn đạo hiệp, cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ thinh danh công đức Phật từ bi vô lượng. Không nói là nam tu mới được, không nói là đàn ông tu mới được, mà nữ cũng được, mà đàn bà tu cũng được, phải không quý vị? À, cho nên Đức Phật ngày xưa nói như thế này nè, có nghĩa là có lựng là nam hay nữ, mà hễ tu được là đều được giải thoát, nào phải không chư quý đồng đạo? Cho nên thưa chư quý đồng đạo kính mến, ở đây thì vài lời gặp gỡ đầu tiên để mình thể hiện cái tinh thần gần gũi với nhau. Giờ đây chúng tôi sẽ cùng gặp quý vị qua một cái đoạn văn, mà đoạn văn này á, nó được nằm ở trong cái bài lời khuyên bổn đạo quý vị. Trên cái đoạn văn mà đồng đạo đã giới thiệu đó thì nó có một cái cụm từ như thế này, mình đọc lên rồi mình đọc xuống để mình nắm được cái ý nghĩa cái đoạn văn Đức Thầy muốn gửi gắm tâm sự cho tín đồ của Ngài như thế nào, phải không chứ quý đồng đạo? Thầy để là Thầy xét lại, trong tam nghiệp của các trò mang nặng lắm, trong đường tu mà nương theo tam nghiệp là khổ não lắm. Chúng sanh tịnh được tam nghiệp mới mong về cõi Phật. Tam nghiệp là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, đọc lại trong cuốn khuyến thiện. Nhưng mà Đức Thầy nói là, nhưng Thầy xét lại, khẩu nghiệp của các trò còn nặng nề hơn hết. Bây giờ biết cái khẩu nghiệp mình nó nặng rồi, mình làm gì quý vị? Hằng ngày mình nói niệm Phật, có người nói cái nghiệp tôi, cái khẩu tôi nặng quá, chắc tôi cắn khẩu quá à, nói ra gì ai cũng buồn, ai cũng phiền, cho nên chắc tôi có tịnh khẩu mới không có nói chuyện được, mà hễ tôi nói ra là thiên hạ buồn. Tôi tính lựa những lời nói cho hay, cho đẹp, cho vừa ý, cho phải tai, mà hễ nói ra sát cái đùng người làm sao, phải không quý vị? Nên tôi cố gắng hết sức mình, có nhỏ em nó nói ra ai cũng buồn, cái mình phiên cho nó nói gì nó than quý vị. Bởi vì Thầy nói là khẩu nghiệp là rất là quan trọng đó chị. Nó nói với tôi như chưa quý đồng đạo. Thì bây giờ Đức Thầy cũng nhận xét như vậy. Thầy xét lại, khẩu nghiệp của các trò nặng nề hơn
mình biết tu rồi phải không quý vị? Tu là sửa phải không? À, sửa là tốt ra, sửa xấu ra tốt. Công nhận hội trường mình rất là trí tuệ phải không? Sửa xấu ra tốt, sửa dốt ra xong, sửa dại thành ngay, sửa hư hèn thành đúng đắn không quý vị? Đã tu là sửa mới gọi là tu, mà để nguyên thì đâu có gọi là tu phải không chứ quý đồng đạo? Cho nên bây giờ nếu mình biết cái nghiệp khẩu của mình nó hay bàn cái này, nó hay luận cái nọ, nó hay nói cái kia, nó hay đâm đầu thóc, nó hay thọc đầu gạo, nó hay làm cho đối phương á, là phải buồn phiền, phải giận tức với nhau, thì mình là người tu là phải sửa, vậy mới gọi là tu. Nếu mình trơn tru mịn láng thì đâu có gì gọi là tu không quý vị? Cho nên cô bác anh chị em ơi, mình tu mình đừng có ngại, đừng có ngại sao nghiệp mình nặng quá, mình nói năng còn sơ sức phải không quý vị? Có sơ sức mới có sửa. Phật và thầy ra đời là để chỉ dạy chúng sanh, mà nếu ai cũng hoàn thiện thì các ngài ở không, ở trên Tây Phương Cực Lạc rồi phải không quý vị? Đâu còn hạ trần mà để dạy dỗ chúng sanh. Cho nên tu là sửa quý cô bác ơi. À, Đức thầy mình đã từng khả hứa là ai mà xét đến ăn năn quay đầu hướng thiện bằng tăng dắt dùm, phải không chưa quý đồng đạo? Nếu không có như vậy thì Phật đâu có ra đời cứu độ chúng sanh, Phật đâu có thể hiện được lòng từ bi, phải không chưa quý đồng đạo? Cho nên đừng ngại nữa quý vị, quan trọng mình biết lỗi và mình sửa lỗi, đây là điều rất là đáng quý. Cho nên Đức Phật nói trong cái cuốn kinh Niết Bàn đó quý vị, ngài rất trân trọng hai hạng người. Hạng thứ nhất là từ khi sinh ra đến khi chết không có một lỗi lầm nào. Hạng thứ hai là người có lỗi lầm mà biết sửa lỗi lầm thì ngài rất là trân trọng và cứu vớt quý vị. Đức thầy mình dạy, Phật tiên thánh muôn loài vạn vật cũng ở trong quả đất dựng gầy, nhưng mà các ngài thì siêu thân nhẹ tách đường mây, còn chúng ta trầm lưng quan nghiệp càng gây thêm hoài, phải không chưa quý vị đồng đạo? Cho nên bây giờ mình nói theo Phật, mình nói theo thầy để mình tu tập chưa quý vị đồng đạo kính mến. Thì đây là một đoạn văn mà tôi xin đọc lại. Đức thầy cho biết nè, hãy lấy gươm trí huệ mà dọn sạch ma lòng. Bây giờ đọc tới đâu giải tới đó nghe quý vị. Hãy lấy gươm trí huệ mà dọn sạch ma lòng. Gươm trí huệ ở đâu, ai cất hồi nào, muốn lấy phải làm sao mới có gươm trí huệ anh hay đẹp? À, gươm trí huệ của ai mà để ở đâu, cất hồi nào, bây giờ muốn lấy phải dùng cái biện pháp nào để lấy được gươm trí huệ mà thầy kêu lấy quý vị? Tức là nó đã lạc, nó đã mất, giờ thầy kêu mình tìm, thầy kêu mình lấy, phải không chưa quý đồng đạo? Chứ nếu nó có sẵn có thì khỏi nói à, phải không quý đại vị? Cho nên thầy dạy mình hãy lấy gươm trí huệ mà dọn sạch ma lòng. Ai có trí huệ quý vị? Có phải thầy mình có trí huệ không? Đức Phật có trí huệ phải không? Vì cái trí huệ của ngài, ngài mới biết được á. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Từ Phụ sau khi mà vua Tịnh Phạn dẫn đi dạo bốn cửa thành, ngài thấy được cảnh sanh già bệnh chết là ngài phát tâm ngài tu tập đó quý vị. À, cho nên đó là trí huệ của Đức Phật không quý vị? Rồi ngài mới đem ra để dạy chúng sanh. Ý thức cuộc đời là vô thường, là giả dối, là khổ đau, là vô ngã, là bất tịnh đó quý vị. Còn cảnh giới Niết Bàn là thường còn, là tịch tịnh, là viên mãn, mãn là dài lâu, ở phải nó quý vị là trường tồn vĩnh cửu. Đó là trí tuệ của Đức Phật. Rồi bây giờ Đức Thầy mình cũng có trí huệ nghe quý vị. Hồi Đức Thầy khai cơ lập giáo, ngài còn ở tại Thánh Địa Hòa Hảo á, có một hôm có một cái ông thầy giáo là trình độ rất là cơ bản không quý vị. À, cho nên ông đến, trước khi mà ông đến thầy á, thì ở nhà ông cũng nghiên cứu xem coi học đọc sấm giảng thiên văn giáo lý toàn bộ của Đức Thầy. Một hôm ông mới chiêm nghiệm lời của ngài, nói là nói đâu có đó quý vị, nói sanh khổ, già khổ, chết khổ, người ái biệt ly, muôn cầu bất đắc khổ, nói chung nói về tám nẻo khổ của chúng sanh, thì ông đã kinh nghiệm lời Phật nói không sai quý vị. Ông mới là cái người trí mà đâu phải người ta muốn quy y là người ta là A Tòng mà ta quy y quý vị. Cho nên người ta xét đi, người ta xét lại, người ta rà rất là kỹ, gần người ta mới quy y. Mà những người này hễ quy y là làm y đó chứ quý đồng đạo. Bởi vì người ta nhìn thầy, người ta cảm thấy
bổn phận mình có đáng quy y với thầy không, và mình quy y với đức thầy mà liệu mình tu hành có đắc đạo giải thoát hay không, và còn cái gì mà hạn chế mà mình không quy y không. Thì qua cái thời gian mà xót xét những cái việc như vậy á, thì một hôm ông đánh bạo ông đến tổ đình gặp thầy quý vị. Vừa đến tổ đình gặp đức thầy thì đức thầy chào hỏi đàng hoàng, thì ông mới ngồi xuống, ông chắp tay, ông thưa thầy: dạ thưa thầy, sau khi con đọc qua giáo lý của ngài, con kinh nghiệm, con thấy ngài nói về sanh già bệnh chết tứ khổ ở trần gian, rồi con thấy rất là ngán ngao cho cái cuộc sống thế tục này thầy. Con muốn quy y để làm đệ tử của ngài, con học đòi theo cái lời dạy của ngài, con quyết tâm con tu tập để con được đắc đạo giải thoát. Nhưng mà có một điều con ngại quá thầy ơi, con không thể quy y, bởi vì con là bản thân con là thầy giáo, là cái nhà cũng như là gọi là một cái nhà trí thức đó quý vị, mà con quy y với thầy mà con ngại một điều sao thầy xưng khùng xưng điên không à, làm cho con ngán ngại. Không lẽ bản thân con là một người trí thức gì mà con quy y với ông khùng, rồi bạn bè con nó chê trách con. Thì tuổi của ông là nhỏ hơn con thiệt, còn nhỏ hơn 1-2 tuổi. Lúc thì đức thầy 19 tuổi khai đạo quý vị, dần dần đến năm 21-22 tuổi đó, thì ông đến thì ông nói tuổi của thầy thì nhìn nó cũng thua 1-2 tuổi với ông. Thì cái chuyện mà đạo đời bất luận người cao tuổi thì cũng được đi, nhưng mà có một điều sao ông sinh thùng điên hoài rồi. Những người bạn bè đồng nghiệp con nói là con thầy giáo mà đi quy y với ông khùng, cho nên họ cười con. Thì bây giờ ông thay đổi cái danh xưng đi là con quy y liền à. Cái quý vị biết sao, đức thầy nó tưởng chuyện gì lạ, chỉ có cái danh xưng khùng điên không mà ông ngại ông không quy y. Thì bây giờ thôi được, bây giờ tôi cho ông có quyền, ông chọn lựa cái tên nào ông thích nhất đi coi, tôi thấy được thì tôi sẽ thay đổi cái tên, để rồi ông quy y thọ giáo mà ông tu hành. Thì đức thầy cho ông có quyền thì ông rất là mừng, không quý vị? Ông rất là mừng, ông nghĩ là ông được chọn quyền này, tìm cái danh hiệu cho thầy cho xứng đáng, cho nó kêu một chút ha. Thì nói như vậy nhưng mà ông ngồi trầm ngâm khoảng 2 phút, ông cũng không có lựa được cái từ nào quý vị. Đức thầy nói, tôi hỏi ông nè, vậy chứ trên thế gian mà có những người mà người ta làm ăn, người ta địa vị, người ta có là trình độ trí thức học vấn, người ta có những cái điều kiện hết mà người ta buông bỏ, người ta không màng danh lợi địa vị đó, rồi ông nghĩ người đó là người nào? Ông nói cái người đó là cái người mất trí rồi, cái người không có cái trình độ học vấn, cho nên mới buông bỏ những thế sự như vậy. Cái đức thầy không nói gì nữa quý vị, mới quay qua: vậy chứ ngày xưa Sĩ Đạt Ta bỏ cung vàng điện ngọc đền đài, vợ đẹp con cưng, đi vào rừng sâu núi thẳm để tu hành, để thành đạo, để độ tất cả chúng sanh ở thời kỳ Ấn Độ và trải dài tới hôm nay, thì ông nghĩ Đức Phật Thích Ca hùng hay là điên, hay là người khôn, người có trí tuệ? Ông nói: dạ thưa ngài, giờ đây con sẵn sàng quy y, không cần phải đổi danh hiệu gì hết, chư quý đồng đạo kính mến. Quý vị thấy đây là một cái trí tuệ tài năng của đức thầy mình không? Không cần biện bác mà không cần phải nói nhiều lời, mà chỉ cho ông chọn một cái từ. Sau khi ông chọn không được rồi thì đức thầy mới giải thích về cái danh xưng khùng điên của ngài. Ta điên thở tam hoàng thượng cổ, khùng thế thời, khùng lộ ngoại gia, không quý vị? Bởi chữ khùng của Phật, của thầy, chứ đâu phải của người lãng trí, phải không chư quý đồng đạo kính mến? Cho nên bây giờ á, mình không có chấp văn tự bên ngoài, đây là trí tuệ của thầy nè quý vị, tài năng nè quý vị, để độ tất cả chúng sanh. Thì qua một cái bài học đó, chúng ta rút kinh nghiệm, khi mình tu tập ai nói mình cái gì đó thì chúng ta cứ bình tự tĩnh mà để mà tu tập đi, phải không chư quý đồng đạo? Ngày nó tới chứ không phải ngày nó lui, phải không quý vị? Cho nên mình đừng có thèm tranh đấu, không có cãi giả, không có bàn luận, không có mà để cái tâm rồi buồn phiền rồi giận tức
kỳ, nó không có tốt cho nhau, phải không chư quý đồng đạo? Nó thầy mình mà còn xưng khùng xưng điên thì mình là đệ tử ông khùng. Có nhiều khi có người nói dí dỏm mà mình nghe hay, nói á, cái anh đó anh làm cái gì đó mà nó hơi thất bại chút, cái nó bộ mày khùng hả? Vậy chứ tôi đệ tử ông khùng mà tôi khôn sao được. Thầy tôi mà ổng còn xưng khùng, ổng bác lãm nho văn hết đó, mà ổng còn xưng khùng mà tôi mà có nhận cái gì, phải không Út? Nghĩ tới đó lòng mình rất là thanh thản, thoải mái, nhẹ nhàng. Đây là trí tệ ở chỗ này nè quý vị. Cho nên á, bây giờ á, mình phải làm sao mà hãy lấy gươm trí tệ mà dọn sạch ma lòng. Tại sao thầy không kêu mình dọn ma bên ngoài mà kêu dọn ma bên trong không quý vị? Ma nó có hai mặt, một là sự ma, hai là lý ma, phải không ấy? Gọi là ma sự ma lý quý vị. Ma sự là ngày hồi thở trước Thích Ca Phật Tổ ngồi tham thiền bị chúng ghẹo hoài mà cũng không rúng động đặng ngài nên cố quán khóa đời mãi mãi, phải không chư quý đồng đạo? Ngày xưa mà ma ba tầng nó theo nó phá, trong khi Đức Phật Thích Ca Từ Phụ của chúng ta qua 60 năm ngồi tham thiền nhập định với cõi cây Bồ Đề á, rồi mà trong lúc đó thì ma dương nó theo nó phá thôi, hết sức rồi, đủ thứ hết trơn, phải không chư quý đồng đạo? Nhưng mà không có rúng động nặng ngài, cho nên chính vì cái mối thù đó mà nó thể, nó quỳ xuống, nó thể là hôm nay ta phá ngài không được thì ta cũng hẹn cái đời mạt pháp về sau ta phá đệ tử của ngài. Cho nên bây giờ đệ tử của Phật có những người hành đạo bị tan tác, không chư quý đồng đạo? Năm chìm bảy nổi mà sáu cái linh đinh, phải không chư quý đồng đạo? Đâu phải dễ đâu, những người mà làm chức vụ trong ban trị sự chừng nào như anh Tư, anh Trương Danh Không ở đây nè, anh Hai Điệp nè, hay là cô Út ở Vĩnh Hậu, tức là cô Út Bưng đó quý vị, cũng nhiều cái chuyện mà bị thử thách mà bị phá, không chư quý đồng đạo? Thì bây giờ chúng ta thấy đạo cao thì ma khảo, phải không? Thì bây giờ mình cố gắng, mình nhẫn nại, mình vượt qua, phải không chư quý đồng đạo? Chứ bây giờ mình buông bỏ thì không được, phải không chư quý đồng đạo kính mến? Cho nên á, bây giờ nếu muốn dẹp ma thì chúng ta phải làm gì? Đức Thầy trao cho mình, Đức Thầy dạy mình là hãy lấy gươm trí huệ mà dọn sạch ma lòng. Như vậy á, ma bên ngoài mình còn dễ tránh nha quý vị, mà ma lòng, ma bên trong mình còn khó tránh. Cho nói á, cho nên có câu nói là thắng vạn quân không thằng không bằng chiến thắng ở lòng mình. Bởi vì chiến thắng ở lòng mình, đây là chiến công oanh liệt, phải không chư quý đồng đạo? Chiến công oanh liệt chứ không phải chuyện đơn giản. Cho nên bây giờ á, ví dụ người ta nói mình á, mình giận, mình cố gắng, mình nhẫn nại, mình bỏ qua thì cái cơn giận đó nó hết. Người ta tìm cách người ta hại mình, người thường nói là người hại không chết mà trời hại mới chết, không quý vị? Người ta hại mình cũng không sao nữa, người ta nói mình mất uy tín, mất danh dự cũng không sao quý vị, sợ mình làm mất thôi, phải không? Mình làm là mất đó, mình làm không đúng, cái vợ ngoài trăm khen ngàn khen cũng không được nữa, mà mình vẫn đọ là đọ. Mình tu mà không có chân chánh, không có thiệt tâm đó ha. Đức Thầy nó tu thiệt tâm thì được thảnh thơi, mà tu giả dối thì lao thì lý. Mình tu không thiệt tâm rồi 100 người ở ngoài khen mình mà cái quả gì mình vẫn không đắc hả quý vị? Bởi vì mình tu cho mình, chứ đâu phải mình tu cho người khác mà người khác khen mà được quý vị. Mình hành thật tâm thì mới được thật quả, còn mình không hành thật tâm thì cái quả tu nó không có đến với chúng ta đâu. Bởi vì nhân nào quả nấy, Đức Thầy cho biết nhân toàn thiện thì quả sẽ do đó mà được toàn thiện, phải không chư quý đồng đạo? Cho nên nhìn nhân là biết quả rồi, thì nhân quả là chính mình tạo, mình biết hả? Cho nên mình tạo điều phải mà người ta nói sai thì lòng mình cũng an lạc, mình tạo điều sai mà người ta nói phải thì mình cũng bị cái quả là sau này bị đỏ lạc, bị trầm luân, phải không cô bác? Cho nên an yên mà ngồi mà tu đi, đừng có nghĩ bên ngoài, đừng có ngó bên ngoài, càng nghĩ bên ngoài càng khó bên ngoài là càng khổ tâm chứ quý đồng đạo ơi. Người thật lòng hành đạo phải thức cảnh thức thời, sống trong cơn vượng thịnh cũng vui, hay sống lúc ngược dòng cũng thích, lúc hoạn nạn sống theo hoạn nạn, khi thanh nhàn sống cảnh thanh nhàn, thì người tu chúng ta bao giờ đứng nơi nào cũng thấy tâm an hết quý vị. Trong núi nọ làm chi cho nhọc, lâm nguy đừng khóc thắng thế chứ.
lời hối hận. Có như vậy thì vượt sóng gió trải bao cơn lận đận, vững lấy lèo qua mấy trận cuồng phong, vững tâm, vững trí, vững lòng mới là thoát được trần hồng ai ơi. Thưa chư quý đồng đạo, còn mình không vững tâm, vững trí thì không được đâu. Đứng núi này, trong núi nọ, người ta khen thì tu tinh tấn, người ta chê thì tu dễ đãi. Có thưởng ban thì làm ráo làm riết, mà không có thưởng ban rồi thì lui xịt. Phải không chư quý đồng đạo? Thì như vậy là mình hướng ngoại chứ không hướng nội. Phải không quý vị? Tức là mình phải trở về nội tâm mình. Mình coi mình tu tới đâu, mình làm cái gì, có đem lợi ích cho ai không? Có đem lợi ích cho ban trị sự ở xã nhà, hay cho đồng đạo ở địa phương, hay cho tất cả các đồng đạo khắp nơi không? Phải không quý vị? Mình suy nghĩ kỹ lưỡng rồi mình an lạc. Bởi vì Ngài Lục Tổ nói vậy nè quý vị: thương ghét đừng để lòng, nằm duỗi chân ra ngủ. Phải không quý vị? Đừng có để lòng, đừng có bận tâm thì giờ nào cũng ngủ khò khò. Phải không chứ quý đồng đạo? Chứ đâu có thức trắng đêm mà lo cái này mà sợ cái nọ. Phải không quý vị? Mình làm đạo nè nghe quý cô bác anh chị em, thuận duyên thì làm, mà không thuận thì xiếp bườm lại. Phải không quý vị? Không có đòi hỏi, mà không có yêu cầu, mà không có chạy đôn chạy đáo để đòi một cái chức vụ, cái quả gì quý vị. Cứ bình thản để mà làm, thuận duyên thì con làm để con trả ơn thầy, không thuận duyên rút lại con ngồi con niệm Phật để con cũng hành theo lời dạy của thầy. Thầy dạy con là lòng sáu chữ nhớ, không có nhớ thì nạn tay cũng thoát như không. Như vậy thì cố gắng mà làm cái này cũng là hành đạo vậy, cũng là trả ơn thầy tổ vậy. Đâu có phải là làm chức này quyền kia mới là có được làm đạo không quý vị? Cho nên á, Đức Thầy nói cái câu mà hãy lấy gươm trí huệ mà dọn sạch ma lòng, thì hằng ngày chúng ta cố gắng tu, chúng ta cố gắng niệm Phật, chúng ta cố gắng đừng để cho tâm mình, để cho tâm mình thanh tịnh, đừng có chạy rủi rong bên ngoài, thì lòng mình rất là an lạc. Chư quý đồng đạo ơi, nơi nào cũng là niết bàn, nơi nào cũng là cực lạc, nơi nào cũng là đạo tràng để cho chúng ta trú ngụ ở đó cho quý vị. À, thuận duyên thì đến đây nghe cô Hà thuyết giảng, không thuận duyên ở nhà mở mạng cũng nghe cô Hà thuyết giảng không quý vị. Mà có lại đây thì cô Hà mừng hơn, phải không chị Ba? Chị Ba chỉ ở Từ Thất Nốt ở ngoài thị trấn quý vị, mà hôm nay cũng có duyên lành chị được đi với chúng tôi ở trên đây, thì tôi cũng cảm niệm cái ân đức mà chị đã dành hết thời gian. Thì thưa chư quý đồng đạo kính mến, ma lòng mà quý đố quý anh chị em mình có bao nhiêu con quý vị? Có bao nhiêu con? Có 13 con ma hả? Ở chỗ nào mà nói là 13 con ma? Chứng minh giùm coi quý cô quý chú. Thắng thất tình giữ vẹn đạo chung, tôi nghe cái thông tin từ dưới lên quý vị là thắng thất tình giữ vẹn đạo chung, trừ lục dục chớ cho ô nhiễm, thập tam ma diệt bằng trí kiếm, rứt xong rồi vô sự thảnh thơi. À, như vậy là 13 con ma. 13 con ma này là nó có cái tên gọi như thế này nè quý vị: hỷ hò hỷ nộ ái ố ai cụ dục. Đó là thất tình đó quý vị. Đây là 7 cái trạng thái, 7 cái nỗi lòng mà nó làm cho chúng ta không an không yên chứ quý đồng đạo. Hỷ tức là mừng, khi mình được cái việc gì đó mình mừng quá cũng quên niệm Phật, phải không anh hai? Còn ma hỷ nó làm mình náo loạn cõi lòng rồi, nên quên niệm Phật, mừng quá quên niệm Phật. Cái buồn quá làm sao? Làm ăn thất bát cái buồn quá. Thầy nói ông nhồi quả cho người hành đạo, lúc quy nàng có thối chí cùng chăng. Mà nhật bởi vì tôi tu, bởi vì bị nhồi quả phải hỏng tu, hỏng nhồi, không có gì. À, than phiền tại sao tu, đáng lẽ Phật độ thầy ban thưởng cho mình, mà con này nhồi quả nó, phải không? Cái mình nghĩ về cái chiều hướng tiêu cực, cái mình buồn, phải không quý vị? Ông nhồi quả cho người hành đạo, lúc nguy nạn có thấy chí cùng chăng. Mà sao mình không đọc thêm 2 câu nữa đi? À, nếu bền lòng thì quái dĩ cao thăng, chẳng chặt dạ bỏ lăng Phật thánh. Phải không chứ quý đồng đạo? Lúc bây giờ mình không còn tinh tấn nè, mình giải đãi nè, mình bỏ cúng nè, mình thôi niệm Phật nè, phải không chứ quý vị? Thì
mừng quá cũng tu không được, mà buồn quá cũng tu không được, không quý vị? Buồn thì Đức Thầy cho biết là phiền não ngăn che chân tâm mờ ám, thấy không chưa quý vị? Nhưng mà bây giờ mình có một cái diệu pháp rồi, mình cái diệu pháp niệm Phật, cho nên Thầy nói hôm nay hãy thành tâm niệm Phật. Nếu niệm được một niệm Phật thì trừ được một niệm chúng sanh. Niệm đến khi nhất tâm bất loạn, chừng ấy vọng niệm chúng sanh đã dứt, thì lòng ham muốn và các tình dục còn đâu mà nảy sanh ra được, đâu còn cái ngõ nào mà nảy sanh, phải không chứ quý đồng đạo? Thì mình niệm Phật mà nó thẳng tắp, nó dày dặn như cái hàng rào vậy, hỏi coi con gà tan bành lục tặc nào mà nó chen vô được, phải không chứ quý đồng đạo? Cho nên á, niệm một niệm Phật là lìa một niệm chúng sanh đó. Mà niệm niệm Phật thì lìa tất cả các vọng niệm chúng sanh. Chừng ấy vọng niệm chúng sanh giả dứt rồi thì lòng ham muốn và các tình dục còn đâu mà nảy sanh ra được. Thì chúng ta có cái biện pháp đó quý vị, chúng ta niệm Phật để cho lòng mình an lạc, đừng có để mừng, giận, thương, yêu, buồn, lo sợ ở trong người chúng ta đó quý vị. Đó là thất tình đó, mừng rồi giận rồi thương, thương cũng chịu không nổi, thương gặp nhau ôm ẩm với nhau mừng thôi, hết sức múa xua tại chuyện này chuyện kia, phải không quý vị? Đó, mà giận rồi gặp cái thể gặp nhau mất tựa kim châm, làm cho người đau đớn âm thầm khổ như thế diễn ra mãi mãi. À, rồi buồn cũng không được nữa. Buồn là kết thất tình lục dục, buồn là lục đục cõi mê. Con ơi hãy ráng quay về một lòng tinh tấn thì được kề Phật tiên, phải không quý vị? Cho nên bây giờ là chúng ta phải làm sao mà chúng ta thắng được cái thất tình đó. Hỷ nộ ái ố nè, ố là ghét phải không? Ghét là gặp nhau mắc đường kim châm đó. Rồi buồn sợ muốn, buồn thì mình buồn thôi là buồn, là phiền não quý vị. Còn sợ á, sợ đủ thứ chân. Nghèo thì lo một nỗi lợ nần, lo đau đói liệu cơn nhà rách. Buồn duyên số phận mình dơ sạch, rầu gia đình chúng bạn chê cười. Giàu thì sao? Giàu thì lo chen lấn với người, miễn cho được đầy rương đầy tủ. Đức Thầy than ôi cả sang hèn, chẳng ai thông thả cho nhân sanh. Cứ mãi đắm say, chẳng tu thân đặng dựa Phật đài cho thông thả hưởng mùi sen báo, không quý vị? Như vậy thì mình phải làm sao thắng thất tình, giữ được cái đạo ở trong người chúng ta quý vị. Trừ lục dục chứ cho ô nhiễm. Lục dục là, lục dục là gì quý vị? Có ai nhớ lục dục không? Hả? Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, phải không quý vị? Nhãn thấy sắc thường hay bận biểu, tai ưa nghe những điệu âm thanh, đó là nhĩ đó. Mắt với tai đều chọn đẹp xinh, còn lỗ mũi ưa mùi im dịu. Đồ thơm tho nó ưa nó chịu, chúng xạ dương hay ghi lết lại gần. Lưỡi ưa ngon là chuyện ăn cần, đồ ngọt béo nó ưa nó bến. Rồi tới thằng thân nha, thân tham sướng muốn tiền của đến, đặng ăn xài cho phỉ tấm tình. Ý thì ưa sửa sắc soi hình, với chức phận cho cao cho quý. Thầy tóm tắt lại bằng là sáu đường ấy ở trong tâm ý, ta mau mau dứt nó cho rồi. Nếu tĩnh tâm thì nào có mấy hồi quý vị? Tĩnh tâm tức là không còn mê tâm, mà không còn mê tâm là trí huệ mình phát khai rồi, phải không chứ quý đồng đạo? Đây là hãy lấy gươm trí huệ mà dọn sạch ma lòng. Chỉ có trí huệ phát khai mới nhận đời là giả dối khổ đau, thân mình là vô thường, phải không quý vị? Của cải nay ở tay người này, mai ở cái tay người khác, phải không quý vị? Giường ruộng đều như vậy thôi quý vị ơi. Nhắm mắt cũng nắm hai tay, đâu đem tiền của đem rài hầu non. Chỉ có tội phước hỏi còn, chỉ có cái bậc có trí tệ mới thấy được ngoài cái kiếp phù du của cả trần thế này còn có cái gì không di không dịch, vĩnh viễn trường tồn. Đức Thầy cho đi biết, nếu lấy thiền định mà phá tan màn vô minh che phủ thì mới thấy rằng ở cảnh ấy con người sẽ hết buồn, hết khổ, hết quả báo luân hồi. Thưa chư quý đồng đạo, chỉ có cái trí huệ mình phát khai thì mình mới dẹp được cái bè lũ của vô minh, phải không quý vị? À, đó là thất tình, là lục dục đó quý vị. Lúc bây giờ mình không còn chân diện xe xua lè lẹt ở bên ngoài, phải không quý vị? Lúc bây giờ á,
mình không có cần những cái mùi thơm tho mà nước hoa mà cả 5-7 triệu một lố, phải không chư quý đồng đạo? Đó, rồi lúc bây giờ mình cũng không có cần cái dầu thơm mà 300-400 ngàn một ve, phải không quý vị? Có phải là mình giải thoát được những cái điều mà nó làm hệ lụy cho mình không chư quý đồng đạo? Đó, cho nên khi mà mình thắng được lục dục, mình thắng được thất tình thì bây giờ mình mới tự tại an vui. Nhiều khi mình không thắng được lục dục ha, cái miệng mình nó lưỡi ưa ngon là chuyện ăn cần đó quý vị. Lên bàn ăn mà không có trái ớt cũng chịu không nổi, phải không quý vị? Có nhiều khi trái ớt nhỏ xíu mà hai vợ chồng cự lộn với nhau, bởi vì con vợ đi chợ mà không kiểm tra trong tủ lạnh, trong cái đầu bếp mình còn ớt hay không để mua. Về dọn cơm ra ông chồng bắt đi kiếm trái ớt, kiếm hoài không có, về ổng DM ông cự, phải không quý vị? Con trái ớt mà nó cũng làm cho vợ chồng phải xào xáo, phải mít lòng nhau, phải không chư quý đồng đạo? Thì có phải dứt được nó ấy là giải thoát không? Thì chắc chắn mới khỏi đỏ đài. Nó đỏ, nó đài mình, nó kêu mình đi tìm, đi kiếm, đi mua không được, cũng qua nhà cái bên sinh, mắc cái gì mà phải có cái vị ớt ăn mới được. Chúng ta phải tự tập lại, phải không quý vị? Tu là sửa mà. Ngày xưa không ớt ăn cũng được, ngày xưa không ớt ăn không được nha quý chú quý cô. Nhưng mà nay tu rồi, lỡ không ớt thì thôi, có thì ăn mà không có thì thôi. Thì đây gọi là tùy duyên mà sống, phải không quý vị? Vợ con nó chu đáo, nó nhớ mua thì ngày đó mình ăn ngon chút, mà vợ con nó quên thôi gán ăn đi thì cũng là no bụng thôi. Nuốt qua khỏi cổ thành chi đó mà sao chẳng tỉnh hồn xét lại coi, phải không quý vị? Để mình đi làm thị dục, làm tay sai cho nó, đài ải mình đủ thứ hết trơn, phải không chư quý đồng đạo kính mến? Cho nên khi mà mình trừ được lục dục, tức là nhãn nhĩ nè, tỷ thiệt thân ý, chư quý đồng đạo, tai ưa nghe những điệu âm thanh, cái con mắt mình thì thích cái sắc đẹp nè, mà tai mình thì tiếng hay, ai nói ngọt ngọt thích lắm, phải không chị? Em chị anh thích lắm, mà tao với mày nghe chổi bản tình ca rồi, phải không quý vị? Không chịu nổi nữa. Cho nên á, nhĩ là tai ưa nghe những điệu âm thanh, rồi tóm lại là mắt với tai đều chọn đẹp xinh, còn lỗ mũi thì ưa mùi thêm dịu thơm dịu. Còn lỗ mũi ưa mùi thơm dịu, nói cho chúng lại đằng nữa, ảnh cắt phim nó dễ. Còn lỗ mũi ưa mùi im dịu, rồi đồ thơm tho nó ưa nó chịu, chốn xạ dương hay lết lại gần. Tôi nói thử vậy mà dưới ai cũng biết cả hết trơn chứ vậy. Chốn xạ hương hay lết lại gần, tức là cái nơi mà nó thơm tho mà dầu qua nước thơm rồi đó quý vị, gọi là chốn xạ hương hay lết lại gần. Bởi vì quý vị ở dưới không phải là giáo lý viên mà không nên đó, mà là mình thấy là đơn giản nha quý vị, là quý vị đang giỡn đó, bị ngồi đó đó chứ nghe cô nói mà chịch là cười liền là đang giỡn đó, không quý vị? Đơn giản nhưng mà đang giỡn, không quý vị? À, cho nên khi mà tôi nói chúng ha, mà tôi cũng lắng nghe hội trường mình, mà nếu đính chánh lại là quý vị nghe pháp toàn tâm toàn ý. Còn nếu ngồi ở đây, thân ở đây mà tâm ở nhà, là cô Hà nói chốn xạ dương là không có biết được, là cô Hà nói chật rồi. Cho nên cái hội trường mà được đồng đạo mình toàn tâm toàn ý mà theo dõi, là quý vị cầm bằng một người đang đứng ở trên đây chia sẻ đó quý vị. Cho nên công đức Phật từ bi vô lượng là ở chỗ này nè, người nói người nghe. Cô Hà với Trịnh Văn Hiền bữa nay được đến đây là do ban trị sự phân công. Còn quý vị là tự mình phân công mình đi đó, phải không cô Út? Bữa nay ban trị sự cho phong mời là mời, mà không đi thì thôi, ổng đâu có trách đâu phiền, không quý vị? Nhưng mà sở dĩ tranh thủ buông bỏ chuyện nhà đến đây là vì ủng hộ đạo pháp, vì cái tinh thần thương thầy lo đạo để hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành nè. Lúc bây giờ quý vị này mới là việc đời thôi, giác lại trần ai, dâu rể cháu con việc đúng sai, thôi để là hết lòng nghe thuyết giảng, sau này thanh tịnh mới đón được Như Lai, phải không chư quý đồng đạo? Cái lòng mình thanh tịnh, mình niệm Phật, mình mới được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thì thưa chư quý đồng đạo kính mến, cho nên khi mà đến diễn đàn mà lên bục mà chia sẻ,
tôi nhìn quý vị tôi vui lắm, tôi khỏe lắm. Mấy đứa em nó nói chị ơi chị bệnh hoài thôi đừng đi, đường huyết lên cao hoài mà chị cứ đi thuyết giảng mà. Ngộ quý vị ơi, mỗi lần tôi đi dự thuyết giảng hoặc là tôi đứng tôi chia sẻ như vậy nè, về á hả tôi khỏe thêm mấy tháng nữa quý vị. Quý vị đã vô cho tôi mỗi người chai nước biển hết trơn phải không quý vị? Nên cái lòng tôi an lạc. Thì cái an lạc là ở chỗ này nè chư quý đồng đạo. Mới thấy rằng ông bà mình hay người xưa nói là tinh thần thông thì gánh đá như gánh bông, mà tinh thần không thông thì gánh bông như gánh đá, phải không chư quý đồng đạo? Cho nên khi mà chúng ta thấy cái tâm mình mà nó có trí huệ rồi, nó sáng soi rồi, thì mình sẽ dẹp sạch ma lòng, tức là 13 con ma ở trong lòng của chúng ta đó quý vị. Đức Thầy nói hãy lấy lòng khoan dung mà đối đãi lẫn nhau. Bây giờ mình lấy gương trí huệ mình dọn sạch ma lòng, đây là cái chương trình tự độ tự tu, đây là cái chương trình tự giác phải không quý vị? Mà còn thêm nữa là hãy lấy lòng khoan dung mà đối xử lẫn nhau, là thêm một bước ngoặt nữa, tức là chúng ta thực hành một cái công hạnh giác tha, mà tự giác tha rồi mới đi đến giác hạnh viên mãn, mới hoàn toàn một quả Phật, phải không chư quý đồng đạo kính mến? Thì bây giờ mình tự thúc liễm thân tâm mình nè, mình tự bào mòn những thói hư tật xấu, mình tự làm cho mình tâm bình tánh tịnh, mà Đức Thầy đã khả hứa với chúng ta là tâm bình tịnh được thì phát huệ. Tức là khi mà trí huệ phát khai là do cái tâm chúng ta nó đã thanh tịnh. Mà chúng ta có thanh tịnh như vậy là chúng ta có một mức độ tự lực rất là mạnh mẽ, phải không chư quý đồng đạo? Ở cái chương trình tự lực mình đã xong rồi, bây giờ tới cái chương trình giác tha, đó là hãy lấy lòng khoan dung mà đối đãi lẫn nhau. Tức là đối xử với đồng đạo ở bên ngoài quý vị, với cô bác, với anh chị, với em cháu mình, từ người đời cho đến người đạo đó quý vị. Đó là mình phải lấy cái lòng khoan dung mà đối với nhau. Cái lòng khoan dung là cái lòng rộng lớn bao la. Cái lòng khoan dung thì nó không có ngần mé đó chứ quý đồng đạo, thì gọi là khoan dung. Mà mình tu mà mình không có khoan dung á, ai chịch cái mình buồn, ai chặt cái mình giận, phải không quý đồng đạo? Thậm chí mình còn ganh, mình còn ghét nữa, phải không chứ quý đồng đạo? Người nào mà hễ còn buồn còn phiền là người đó tu cái lòng khoan dung nó chưa có đến cái độ cao quý vị. Bản thân tôi cũng vậy nữa. Có đôi khi á, mình gặp một cái người mà thượng thiện trí thức với mình á, người ta nói một cái câu mà an ủi, nói cái câu mở lòng mình ra, cái tự mình thấy mình thanh thoát nhẹ nhàng, mình dẹp đi bao nhiêu cái sự phiền não trong người của chúng ta quý vị. Ví dụ như mình làm đạo sự, từ cái việc mà làm giáo lý viên hay là ban trị sự Phật giáo hòa hảo ở xã phường thị trấn ở nhà, hay là làm một góc độ của người tu sĩ không quý vị, hay là một người cư sĩ tại gia, thì đây là những người trong cái phạm trù tu hành như vậy, thì tôi nghĩ là ít nhiều gì cũng vướng những cái điều ở bên ngoài. Thí dụ người ta đối xử với mình, nếu mà người ta thông cảm, người ta tha thứ thì mình đỡ, mình có lỗi. Nếu mà người ta chấp mắt, người ta nặng nề, người ta nói trên, nói dưới, nói cao, nói thấp thì mình rất là khổ tâm không quý vị. Nhưng mà thưa quý vị ơi, mình có cảm nhận được khi mình nhận những cái lời mà để mình đau khổ, để mình thắt quặn con tim mình đấy ha, mình thở không nổi đó, thì đây là những bài học kinh nghiệm trả giá cho chúng ta khi đối nhân xử thế bên ngoài. Mình có cảm nghề niệm như vậy, mình có trải nghiệm cái cuộc đời như vậy, thì khi người khác làm cái gì thất bại, làm cái gì bị hạn chế, thì chúng ta thông cảm tha thứ cho người đó. Bởi vì đạo pháp thường hay dung với hòa, xét người cho tội xét thân ta, nếu người rõ phận vui lòng thứ, ta thứ được người, người thứ ta, phải không chưa quý đồng đạo? Mình làm sao mình sống mà mình có cái lòng khoan dung, ai sai thì mình chỉnh sửa, mà chỉnh sửa bằng một cái khuôn mặt là nhẹ nhàng khả ái,
Bởi vì tâm lý mình biết cái người người ta bị hạn chế, người ta bị lỗi lầm là người ta mặc cảm tự đi ti dữ dằn lắm rồi. Mà mình sát khí đằng đằng để mình góp ý thì người ta đau khổ lắm phải không quý vị? Lúc bây giờ mình hãy nhẹ nhàng để đóng góp ý kiến thì người này người ta mới có cái sức sống để làm việc chung với mình, phải không quý vị? Thì đây gọi là lòng khoan dung. Mà khoan dung là phải nói là từ ở trên khoan xuống, từ cái phải khoan cho người quấy, phải không quý vị? Từ cái người phải mới khoan dung người quấy, chứ mình quấy chạy ệ mà mình khoan dung ai, phải không chứ quý đồng đạo? Cho nên nói khoan dung là ý muốn nói cái vị trí đứng của cái người đó là người đó hoàn hảo, người đó không bị thất bại, và người đó có đủ điều kiện để thông cảm, để tha thứ cho người khác mà lỗi lầm với họ. Thì đây là ở cái góc độ mà cái người kể như là gần như hoàn hảo quý vị, mới có tha thứ người khác, mới có rộng lượng người khác. Quý vị, tất cả pháp đều là Phật pháp, tôi ngộ cái lý này mà tôi nói quý vị thấy nó có ghé vô đây một chút nào không nha. Hôm nọ tôi bán đồ chay, quý vị, người ta mua nửa ký tương hộp với chị ba, tôi vô lấy cái bọc nửa ký vô đầy bọc buộc nó cứng đẩn rồi. Cái chị kia chị nói á, chị ơi chị cho thêm em cái bọc y vậy đi, chị chồng vô để kẻo nó bể. Cái đứa cháu tụi nó lấy cái bọc nửa ký nữa anh, nó nông vô hoài, nó nông hoài không được. Tôi nói chàng ơi con làm gì đâu được, cái bọc này nửa ký mà nó cứng rồi, nó đầy rồi, con phải lấy bọc ký con để vô cái là con buộc lẹ lại là ok liền, thấy không chị ba? Thì đứa cháu tôi mới lẹ làng lấy cái bọc ký để vô và buộc lại hết sức hết quý vị ơi. Ý tôi muốn nói tất cả pháp đều là Phật pháp, khi mình đối xử với đời, mình đối nhân xử thế mà cái tâm người ta là ganh tị hẹp hòi ích kỷ, tham lam sân si đủ thứ chuyện hết, mà mình không có dùng cái tâm khoan hồng rộng lượng người ta là không bao giờ sống chung với người ta ở được một chỗ, không bao giờ làm việc chung một ngành, và không bao giờ ngồi chung một cái bàn để làm việc, phải không quý vị? Bây giờ mình phải có cái tâm rộng lớn thì giống như là cái bọc một ký mới chùm cái bọc nửa ký được, phải không quý vị? Thì cái tâm mình bao la rộng lượng mình mới tha thứ cho những người hẹp hòi nhỏ nhặt, phải không quý vị? Đã chỉnh cái người ta nổi sân đùng đùng mà mình cũng đùng đùng nữ nổi sân nữa thì ai tha cho ai, phải không quý vị? Cho nên người ta đùng đùng nổi sân á thì mình phải là thông cảm, nhẹ nhàng, từ bi hỷ xả nè, nó một nụ cười thôi mà giận tôi làm chi nè, tôi là nhân vô thập toàn sao tôi hoàn hảo được, chồng ơi chị giận em chi, thôi đi chị ơi đừng giận, phải không quý vị? Mình có cái lòng khoan dung mình tha thứ. Đức Phật nói như thế này, hạ mình nhận lỗi mặc dù là không, lời nói sao hòa trong hiệp ngoại, đừng hơn người nếu phải ép lòng, phải không quý vị? Có ép lòng mình mới hạ mình để nhận lỗi được, không ép lòng mình thì ngước cái mặt lên người ta đây rồi xem mọi người không ra trăm tà ram nào, dưới mắt mình là một hạ vô nhân thì kể như mình không có ai gần gũi mình, phải không quý vị đồng đạo? Cho nên cái sự khoan dung tha thứ đây là một cái điều rất là tiên quyết cho người tu chúng ta. Hễ ai có tâm nguyện làm lợi mình lợi chúng, ai thực hành cái điều kiện mà cái tinh thần tự giác giác tha thì chúng ta mới áp dụng cái tinh thần khoan dung được quý vị. Khoan dung trước nhất á là cái này thì tôi không có, nhưng mà tôi nói thì anh chị cũng thông cảm nha, bởi vì tôi cũng chưa cùng một ai để tạo dựng gia đình để nuôi dạy các con, nên cái sự tu tập tôi cũng chưa có mấy gì kinh nghiệm trong vấn đề này. Ai có vợ có chồng thì biết theo quý vị, Đức Thầy dạy mình sao phận sướng tùy chồng vợ nhịn nhau. Như vậy là buộc cái người tu mình nó là phải nhịn trong gia đình trước, chồng với vợ phải nhịn với nhau. Chớ mà nếu mà chồng với vợ mà ông chồng nói đường bà vợ lạm ngã, bà vợ nói đường ông chồng lạm ngã, thì người ta nói là chén ức trong sống còn khô, đừng nói chi vợ chồng sống với nhau. Mà tôi khuyên tất cả mọi người, như thí dụ tôi hay khuyên em tôi trong nhà, là mình hãy thể hiện cái tấm khoan dung đi. Chồng cũng phải thông cảm cho vợ, vợ cũng phải thông cảm cho chồng. Bởi vì vợ chồng đã là có cái duyên nghiệp với nhau rồi, sống đến bây giờ. Mà nếu chúng ta cứ gây hấn, chúng ta cứ hôn thua, chúng ta cứ là chăn cạnh với nhau hoài, kẻ đúng người sai thì không được quý vị ơi.
Vợ chồng là kiếp phận duyên nè, nói năng nhỏ nhẹ chớ nên nặng lời, bên nhau suốt cả một đời chứ đâu có phải tạm thời dài hơn quý vị. Dẫu rằng cùng một bữa cơm cũng là duyên nợ sớm hôm đỡ đần, dù cho chỉ gặp một lần cũng là duyên kiếp, xin đừng bỏ nhau. Chính vì vậy mà Đức Thầy mới dạy cái đạo vợ chồng, mà Đức Khổng Phu Tử là dạy cái đạo tam can đó, quân thần can, phụ tử can, phu thê can, phải không quý vị? Mình làm được điều này mình mới xứng đáng là một cái người quân tử. Bởi vì người quân tử là trong đó cái đạo làm người mà Đức Khổng Phu Tử đã dạy mình á. Trong khi đó, vợ chồng sống với nhau là phải biết thông cảm tha thứ, phải không quý vị? Vì vậy mà chúng ta không nên tranh luận là kẻ đúng người sai, không nên nói ông chật mà tôi chúng, theo chư quý đồng đạo, hay là bà chúng mà bà chật tôi chúng, thì cái này nó sẽ đổ ra một cái chuyện mà gây cấn trong gia đình, rồi vợ chồng bất hòa thì con cái mất hạnh phúc, phải không chư quý đồng đạo? Có một gia đình nọ, vợ thì với chồng cũng khoảng chạng chạng năm ngoài quý vị, mà không biết trước đây thì hai đứa nó cũng có duyên nợ với nhau, hai đứa nó cũng thương yêu với nhau, và nói với người lớn thì mới tìm đến để cầu hôn cưới về quý vị. Sanh một mặt con tới đứa thứ hai là bắt đầu nó đủ thứ chuyện lục đục trong gia đình, vài bữa là rầy rà cưỡi cãi, đến bây giờ trải dài 15-20 năm rồi, năm nay nữa là 25 năm quý vị. Con thì có chồng ở xa, có cháu rồi, còn hai đứa con, đứa thứ ba, đứa thứ út thì học ở Cần Thơ quý vị. Nhưng mà khi mỗi lần cuối tuần đi về thì thấy được cái việc gia đình là mẹ cha nó cự cãi hoài. Đứa thứ ba ghét mấy tuần sau nó không về, cha điện sao tuần này con không về, nó nói con không về cha ơi, nó khóc vậy đó quý vị. Hỏi sao con không về? Con về con chứng kiến cái cảnh ba với má cự lộn hoài, con không có ôn bài được mà con thi tới nơi nên con không về. Quý vị thấy vợ chồng không có hòa thuận thì con cái không hạnh phúc, phải không chưa quý đồng đạo? Mà con mình nó không hạnh phúc rồi liệu nó học hành tới nơi tới chốn không quý vị? Có yên tâm để mà học hành không? Cho nên mình hãy vì con mà vợ chồng hòa hài với nhau là để sao? Là để cho con mình nó có hạnh phúc, đặng nó ăn nên làm ra, đặng nó yên lòng nó học hành, nó mới ra trường, nó mới thành đạt được, phải không quý vị? Chứ mỗi lần mang cái bị về nhà, ông chồng với bà vợ cự lộn hoài, cơm không nấu tới trưa cũng không có ăn nữa chưa quý đồng đạo. Cho nên đây là nỗi khổ niềm đau, là gánh nặng của con mình nè. Nếu con mà nó cự cãi với nhau thì nó không thương cha mẹ nó, nó để cho cha mẹ khổ đau. Mà cha mẹ mà gầy gà với nhau hoài không hạnh phúc là để cho cái khổ của con, phải không quý vị? Cho nên đã là có duyên nợ, đã là có ân nghĩa trong gia đình rồi, Đức Thầy cho biết là duyên trần cấu kết, quan khiên báo đền. Thì mình biết như vậy rồi thì mình đã tu tập, thì đừng để quan khiên báo đền, mà phải trên thận dưới hòa, phải biết yêu thương, phải biết chia sẻ, phải biết động viên, phải biết nhắc nhở, phải biết an ủi, phải biết dỗ về, thấy không chưa quý đồng đạo? Để thực hiện cái tình vợ nghĩa chồng với nhau, đặng đùm bọc nuôi dạy các con các cháu mình nữa. Chứ ở đây mà kẻ đúng người sai hoài thì sao được quý vị? Cho nên á, hãy lấy lòng Đức Thầy dạy, hãy lấy lòng khoan dung mà đối đãi lẫn nhau. Rồi chúng ta còn hãy lấy lòng nhân bác ái nhân đạo mà cư xử với mọi người, quý vị ơi. Hãy lấy lòng bác ái nhân đạo mà cư xử với mọi người. Bởi vì mình ở đây trong gia đình mà vợ thương chồng, anh thương em, mẹ thương con, ông thương cháu, đây là thân ái. Cái mối tình thân ái, cái mối tình ruột thịt huyết thống ở trong nhà, khỏi nói cũng thương rồi. Bởi vì thầy mới ví dụ là hãy thương nhau như con một cha đó, tức là con trong nhà thì lúc nào cũng thương, ít có cái tình trạng mà rầy rà, ngoại trừ những cái người mà không hiểu đạo mà kém tu luôn quý vị. Anh em á, trong nhà mới cự cãi, mới là soi bói với nhau. Nhưng mà nếu mà anh em mà thương nhau rồi thì không có vấn đề đó, phải không chư quý đồng đạo? Cho nên Đức Thầy dạy mình á, hãy lấy cái lòng bác ái, chứ đừng có lấy cái lòng thân ái quý vị. Thân ái là còn ích kỷ, phải không anh hai? Ích kỷ là chỉ thương mình nè, thương dòng họ mình nè,
quốc gia mình mà quốc gia khác ai chết nấy chịu, phải không quý vị? Mà cái người tu rồi chẳng những thương đồng bào mình còn thương đồng bào ngoài nữa quý vị. Cho nên á, bầu ơi thương lấy biết cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dạng. Vì vậy mà năm nào ở ngoài miền miền Bắc miền Trung mà nước lũ lụt rồi đó, hay là bị hạn hán rồi, thì miền Nam chúng ta chung tay để vận chuyển những lương thực ra ngoài miền Bắc để thể hiện cái tình thương bác ái đại đồng đó chư quý đồng đạo, chứ không còn sử dụng cái tình mà hẹp hòi dị kỷ trên cái tinh thần nhân đạo, có nghĩa là thương anh em ruột của mình, thương dòng họ ruột của mình, thể hiện tinh thần thân ái mà không bác ái. Mình tu rồi mình học theo cái đời sống phạm hạnh của Đức Phật á, là mình phải dĩ đức háo sanh thanh hồng đại độ, có nghĩa là thương hết mọi người, phải không quý vị? Thể hiện cái lòng bác ái đó, thì hãy lấy lòng bác ái nhân đạo mà cư xử với mọi người. Có bác ái người ta mới thực hiện những cái công trình phúc lợi cho nhân quần xã hội, là những cái tổ từ thiện thuốc nam nè, những cái tổ nấu cơm cháo nhân đạo nè, phải không quý vị? Những cái tổ cấp nước thuốc miễn phí nè, đây là thể hiện cái tình người với nhau, thì gọi là nhân đạo, là cái đạo làm người đó quý vị. Người ta khổ mình không an mà người ta vui mình mới yên, phải không chư quý đồng đạo kính mến? Có như vậy chúng ta mới thể hiện được cái tình bác ái nhân đạo mà cư xử với mọi người. Đức Thầy cho biết là cần hiểu cái lý vô ngã của nhà Phật, hãy ráng sức thi hành sẽ có Thầy ủng hộ. Cần hiểu cái lý vô ngã của nhà Phật. Cái lý vô ngã tức là một cái lý gọi là vô ngã, là không phải ta mà không phải của ta, không quý vị. Bây giờ quý vị thấy có phải của mình không? Con Hà này nè, nó sống tới 30 tuổi rồi, nó mạnh vậy đó, nó làm ăn vậy đó mà phải sống mạnh hoài vậy đó, đụng cái nó bị cái đường huyết cao tới bây giờ là 20 mấy năm rồi quý vị. Tôi kêu nó không nghe cô, tôi đi bệnh viện tôi lãnh thuốc rồi, tôi nói mày lãnh chuyến này là hết đường giùm tao, nó không chịu út, chuyến sau bắt đi nằm nhà thương nữa quý vị. Ở quý vị nghĩ mà nhiều khi mình nghĩ mình buồn, mình nói bộ mình tu không có đúng pháp, mình không hết lòng với giáo lý thầy sao mình đau hoài. Nhưng mà quý vị ơi, hãy nghe Đức Thầy nói nè, ví thầy xác thể phải còn đau, hà huống chi con tránh được nào, quả dữ trả rồi nhân thiện đến, nếu thầy đắc đạo bỏ con sao, phải không quý vị? Thầy khả hứa với mình rồi mà, thầy biết chúng sanh này là mang cái nghiệp quả nhiều lắm, nếu mình thị hiện là một cái thân người á, là nó đầy đủ vóc dáng trẻ đẹp ha, mạnh lành hoài không đau thì độ chúng sanh không được. Bởi vì ông đau mà ông mạnh mà ông để tôi đau hoài không quy y với ông nữa, phải không quý vị? Thầy biết được cái tâm niệm của quần chúng, của chúng sanh mình, cho nên thầy thị hiện vào một cái gia đình đầy cát ở nhà của Đức Ông như vậy. Nhưng mà ngày cái bệnh, có nhiều khi tôi gặp những cái hình mà trên tổ đình treo quý vị, thầy mặc bộ đồ đen mà xỏ tóc tới vai, mà trời ơi như vợ Di đánh vậy cô Út ơi, con thấy con hết ham rồi. Nhưng mà đó là thị hiện đó, mỗi lần gặp thầy mà mỗi lần nghe cái câu giảng ví thầy xác thể phải còn đau là tôi được an ủi phần nào, thấy không? Tôi cũng hết lòng tu tập, tôi cũng quyết định đó là trị chữa để cho cái thân xác này nó hết bệnh. Nhưng mà đôi khi nó cũng tới đuôi, nó lăm le, nó thăm, nó ngó tôi hoài quý vị. Thì bây giờ tôi nghĩ thầy còn vậy thì trò làm gì hơn đó quý vị. Thôi ráng tu đặng mà chết. Thầy cho biết là mình phải chết chứ thầy đâu có ký giấy cho mình sống đâu. Thầy nói ráng tu đặng mà chết, chứ đừng để chết mà không có tu. Thôi bây giờ sở dĩ mình tu mà mình đau mình bệnh, ngày mai ngày mốt mình chết đi ha, mình cũng đỡ, nó không hối hận bởi vì mình có tu rồi. Thầy ráng tu đặng mà chết, mà tu mà chết sớm khỏe à. Tại vì á, vậy là tu mới chết rồi, phải không quý vị? Theo năm hai năm nữa chết thì mình cũng là tu tới chết, mà 30 năm nữa chết mà nửa chừng mình bỏ tu mình thôi đạo là nguy hiểm, phải không quý vị? Thôi bây giờ mình nguyện mình tu tới chết, thì bây giờ đau giờ nào là đau mà nhớ niệm Phật, nhớ ăn chay, nhớ cúng lại, nhớ nghĩ những cái điều lành, nói những cái điều phải để đừng có mang tội kết nghiệp. Chuyện đời là cái chuyện giả dối khổ đau,
Mà nếu mình nhận định sai lầm, mình đánh giá mà nó vô tình quá đó ha, là mình mang cái nghiệp khổ về mình. Chứ thật sự cái sát thân này buông rồi là tội hả quý vị ơi. Đến mà cái ngày mà tử thần gõ cửa là không có chạy đâu khỏi. Nhưng mà sống ngày nào làm đạo ngày nấy, làm sao duy trì cái tâm niệm của mình là sống là vô ngã quý vị. Tức là không ta, không có gì của mình trơn á, không có cái gì là thiệt của mình trên cái thân này, không phải của mình. Cho nên hồi đó chạy lẩm đẩm mãi, giờ lớn cỡ này nè, tóc hồi đó đen mung bây giờ bạc không quý vị, răng hồi đó đều gan bây giờ cũng phải rụng, phải là chồng răng giả hơn chưa quý đồng đạo. Thì có cái gì là của mình đâu. Nhưng mà Đức Thầy đã khẳng định một câu là mình thấy mình phải ôm tâm tâm niệm niệm trong lòng mình, nhắm mắt cũng nắm hai tay, đâu có ôm cái gì theo, không có ôm cái gì theo quý vị. Nhưng mà đặc biệt một điều là chỉ có tội phước hỡi còn. Như vậy là lấy giả mà đổi thật quý vị ơi. Mượn sanh tử để mình tạo cái ngôi vị niết bàn ở bên kia kìa. Lấy thân bùn này để mình tạo cái thân vàng dài lâu bên Tây Phương Cực Lạc kìa. Mình nghĩ như vậy cho nên mình mới cố gắng, mình tiến tu, mình vượt qua những nỗi khổ niềm đau, những thử thách của cuộc đời này, phải không chư quý đồng đạo? Đây là với tinh thần trí tuệ, với cái nhìn sáng suốt theo giáo lý của Đức Thầy đó chư quý đồng đạo kính mến. Hiểu như vậy mới hiểu cái lý vô ngã của nhà Phật. Không ta thì bây giờ người ta nói động mình cũng đâu có gì, hà này nó sống đỡ vài chục năm thôi thì nó đi rồi đó quý vị, có gì tồn tại đâu mà ôm mà khóc. Có đôi khi phiền não quá khóc thôi quý vị, khóc rồi cái thấy quê độ thôi nín, khóc gì đáng nhắc đâu. Mình sống ở trong cõi ca ta bà thì cái sự khổ nó chực chờ, nó gình gặt cho mình á. Nào là thân khổ nè, rồi nào là tâm mình bị phiền não nè. Bốn cái điều khổ của thân là sanh lão bệnh tử, bốn cái điều khổ của thân là mưu sầu bất đắc nè, ái biệt ly nè, quán tấn hội nè, u sầu lo ngại, phải không quý vị? Thì đó là bốn cái điều khổ của tâm, bốn cái điều khổ của thân, cộng lại là tám điều khổ. Mà Đức Thầy cho biết là không ai sót trong tám điều khổ này, có thể sanh muôn ngàn sự khổ não kia nữa chứ quý đồng đạo kính mến. Mình mượn cái cặp mắt trí tuệ của Đức Phật Đức Thầy để mình xoay vào mình, để mình thấy được cái gì á là đáng làm và cái gì đáng bỏ, cái gì mà mình đáng ôm giữ mà cái gì mình đáng buông ra, phải không chứ quý đồng đạo? Có như vậy thì Đức Thầy luôn luôn ủng hộ mình chứ quý đồng đạo kính mến. Nãy giờ được tiếng cho Linh. Cho nên thưa chư quý đồng đạo kính mến, Sau khi mà chúng ta nhờ có duyên lành với Phật Pháp để chúng ta phát tâm tu hành ở chư quý đồng đạo, rồi chúng ta xem coi về giáo lý của Đức Thầy, nghiên cứu, chúng ta mới thấy thật là cái thân này là vô ngã. Nên Đức Thầy kêu mình cần hiểu cái lý vô ngã của nhà Phật, hãy ráng sức thi hành. Hiểu cái lý vô ngã là hiểu một lẽ nha quý vị, mà hành là một lẽ. Mình nói vô ngã là thân này không phải của ta, của này không phải của ta, nhà này không phải nhà của ta đó quý vị, vợ con không phải của ta. Hiểu là hiểu trên văn tự. Mà nếu không cố gắng trì hành, ai đụng tới vợ mình coi biết là chuyện gì xảy ra, phải không quý vị? Ai đụng tới chồng mình thì biết hà. Cần hiểu cái lý vô ngã của nhà Phật, tức là vô ngã là không ta đó. Nhưng mà khi mình không có mong cầu, không có muốn là những cái tình huống xấu nó xảy ra. Nhưng mà khi nào lỡ mà có những cái tình huống xấu xảy ra thì bây giờ mình phải làm gì với cái hoàn cảnh mà nó đối đầu với chúng ta? Quý vị lúc bây giờ phải nghĩ thân mình còn không thiệt thì vợ có thiệt đâu. Thôi nó lỡ, nó lăn dắt, nó sai lầm thì thông cảm tha thứ. Con mình nó có thiệt của mình đâu. Nếu nó thiệt của mình thì mình mần ra của cải mình để đây cho nó hưởng thì nó phải bảo vệ, nó phải giữ gìn. Nhưng mà nó đi chơi rem rồi nó cá độ, rồi nó đá cá, nó lăn dưa, nó làm thế này thế nọ đủ thứ, bể ra nợ một đống, phải bán đất mà trả. Có quý dùm đạo kính mến, phải bán của để mà giao cho người ta. Thôi xã hội đen nó đến nó thanh toán, nghe quý vị. Lúc bây giờ còn thương con mình nữa, tuy là nó làm hết
vườn ruộng nhà cửa rồi mà còn sợ người ta giết nữa, phải không chứ quý đồng đạo? Đó, nếu nó thiệt của mình thì mình nói nó nghe, mà này mình nói không nghe thì đây là giả, vô ngã, không quý vị? Mà vô ngã rồi á thì không có tồn tại, phải không chứ quý đồng đạo kính mến? Cho nên á, mà hiểu cái lý vô ngã của nhà Phật, ráng sức thi hành. Thi hành thì cái chuyện gì mà nó xảy ra, nó đối đầu với chúng ta thì chúng ta phải nhìn bằng cặp mắt trí tuệ, nhìn bằng cái trái tim thương yêu, nhìn bằng cái tấm lòng rộng mở bao dung để tha thứ cho đối phương mình. Người đó là bạn, là bè, là chồng, là vợ, là anh, là em, là con, là cháu. Nếu mà họ có sai lầm quấy lỗi, họ có làm gì thất thua rồi, thì chúng ta phải nhìn bằng cái cặp mắt là thông cảm, thương yêu, tha thứ và thấu triệt trong lòng này. Đời đâu có gì thật của, đâu có gì tồn tại với chúng ta. Nên Đức Thầy kêu mình phải cần hiểu cái lý vô ngã của nhà Phật. Để làm gì? Để ráng sức thi hành. Hỏi chứ ông Phật mà ông dùng cái từ ráng là quý vị biết là nó khó cỡ nào chưa? Ông Phật mà ông dùng từ ráng không phải dễ. Cái người đó mà không ưa mình đó, nếu mình không tu đó lại gần chịu không nổi đâu, phải không quý vị? Nhưng mà mình tu rồi thôi thì ưa thì mình thích nhiều, mình nói chuyện nhiều hơn. Còn anh không ưa, chị không mến thì tôi tìm chỗ khác ngồi để anh chị khỏi có sân hận, phải không quý vị? Thì đó là mình ráng sức thi hành rồi đó. Trong mỗi tình huống, trong mỗi hoàn cảnh, mình biết mình hơn ai biết mình. Nói biết người biết ta thì trăm trận trăm thắng. Biết cái người đó là họ đang muốn kiếm chuyện với mình thì lúc nào cũng đề cao cảnh giác là thông cảm, là tha thứ, là buông bỏ. Mà chỉ từ từ cái quen à, có ai mà tìm cái người mà nhịn mình hoài mà để lấn át không quý vị? Có ai mà tìm cái người nhịn mình hoài để ăn thua đủ sao? Đó, thiệt thòi cam chịu đã đành, vô vi quả vị thầy dành cho con mà. Cái đó là thầy dành cho mình hết trơn à, cho nên cố nhịn, cố nhẫn đi. Thì có một ngày nào á, thì người ta sẽ hiểu được rồi, người ta thông cảm, người ta bỏ qua, người ta làm lành lại với mình, phải không chứ quý đồng đạo? À, chứ bây giờ nhân nào quả nấy mà. À, nếu mình hiền thì thiệt hiền đức có ai mắng chửi. Thiệt hiền đức thì không ai mắng chửi mình chứ. Nhiều khi người ta nói một câu mình trả lời lại một câu rồi. Mà thế yếu cô thân không dám trả lời, cũng thấy cũng mít, cũng thế này thế nọ, không quý vị? Có nhiều người á hả, ghét người ta rồi thấy thế yếu cô thân không nói được, đi ngang nhổ nước miếng phun cái xà gì chơi à, phải không quý vị? Đó là thể hiện cái tính ghét với nhau. Mà hãy mình á, mình nhịn được một lần ha, lần thứ hai người ta có làm nữa, tôi nói thiệt với quý vị, lần thứ ba, lần thứ tư là người ta hồi tâm tỉnh trí quý vị. Bởi vì trái tim người ta cũng là con người mà, con mắt của người ta cũng là nhục nhãn mà, đâu phải là đất, đâu phải là cây, đâu phải là đá đâu quý vị. Mà người ta không có rung cảm cái lòng thương yêu, cái tình người người ta lên. Dù cho cái tình người người ta chết bao năm đi nữa, nhưng mà người ta tìm cách hãm hại mình mà mình nhịn rồi đó, là người ta sẽ có cái sự mà quầy đầu đó chưa quý đồng đạo kính mến. Cho nên Đức Thầy kêu mình ráng sức thi hành, thầy ủng hộ, tức là thầy che chở, thầy á là gia hộ cho mình có cái sức nhẫn nại, rồi thầy gia hộ cho đối phương người ta có cái lòng á là thương yêu mình lại, hiểu mình nhiều hơn, phải không chứ quý đồng đạo? Chứ người ta làm một hai lần mình làm cái giọng thầy, làm giọng cô không thì kể như người ta cứ làm hoài. Mà mình nhịn nhục có thì đâu có gì, nhịn thì nhục mà không nhịn thì bị đục. Quý vị muốn cái nào quý vị? Muốn nhục hay là muốn bị đục? Cái nhục chút thì thôi mà đục là đau lắm, phải không chứ quý đồng đạo kính mến? Đó cũng không phải là chân lý, là biện pháp của người tu. Cho nên người tu mình tốt hơn là mình phải nhớ lại Đức Thầy dạy mình như thế nào. Hãy lấy gương trí huệ mà dọn sạch ma lòng, hãy lấy lòng khoan dung mà đối đãi lẫn nhau, hãy lấy lòng bác ái nhân đạo mà cư xử với mọi người. Cần hiểu cái lý vô ngã của nhà Phật, hãy ráng sức thi hành, sẽ có thầy ủng hộ. Qua cái động văn này thì Đức Thầy kêu chúng ta trước nhất là phải rèn luyện cho mình có được cái gương trí huệ. Mà trí huệ sáng soi thì cõi lòng sáng suốt mà, phải không quý vị? Mình có trí huệ rồi, biển lòng thôi gợn sống thì trời trí tuệ chiếu soi, phải không? Cho nên một khi có trí huệ rồi, mình nhận biết tất cả những hoàn cảnh con người để mình đối tác,
rồi mình dùng cái tâm từ bi, cái lòng khoan dung rộng lượng mình đối đãi với người ta, thì ân nghĩa mình đối với người ta thì người ta không còn kết quán với người quý vị. Lấy ân mà báo quán thì quán tự tiêu tan, mà hễ lấy quán mà báo quán là quán tự chặt chồng lên, phải không quý vị? Cho nên tôi cũng cố gắng làm thế nào đó để mình đối xử với tất cả mọi người nó sẽ được tốt hơn. Và đôi khi mình cũng phải biết là dòm lại mình, để rồi mình cố gắng mình tinh tấn tu hành để buông xả những cái ý niệm phiền tối trong lòng, để cho chúng ta được thân an tâm khỏe, không quý vị? Cho nên bữa nọ tự nhiên tôi lướt trên mạng một cái tôi thấy quý vị, nhiều khi nó cũng là tích cực nhưng mà nó cũng là tiêu cực đó. Mình lên mạng xã hội mình coi mà gặp những cái hình ảnh xấu mà mình bắt chước theo thì đó là tiêu cực, mà có những hình ảnh đẹp bây giờ thời kỳ hiện đại quá, công nghiệp quá, thì người tu chúng ta cũng cần đạo đức quá. Có đi đôi khi đạo đức nó đi khắp nẻo khắp đường quý vị, từ ở thế gian mình và cũng như ở trường đời đây, mà ngay trên mạng xã hội cũng có. Tôi có lấy được một cái đoạn mà ở trên mạng nói gì nè quý vị, Phật dạy rằng người có trí tuệ sẽ sống không sống theo miệng lưỡi của thế gian, cũng không sợ ánh nhìn của thiên hạ. Tức là cặp mắt họ nhìn sao nhìn kệ họ, phải không? Chỉ cần hiểu được lòng mình, quan sát những điều hay dở của bản thân, rồi lần lần sửa đổi, đó là một cách tu dưỡng là người tốt nhất. Cho tâm khỏe, cho tâm, cho thân khỏe, cho tâm an, giấc ngủ lúc nào cũng yên ổn, làm việc thì trời hiểu đất biết, sống trên đời không tranh giành chính là từ bi, không tranh cãi chính là trí tuệ, không nghe thấy chính là thanh tịnh, không nhìn chính là tự tại, không tham lam chính là bố thí, không làm việc ác chính là làm việc thiện, thường sửa đổi chính là sám hối, biết khiêm tốn chính là lễ phép, biết tha thứ chính là giải thoát, biết đủ chính là buông bỏ, làm lợi người đó là lợi cho chính bản thân mình, thì các bạn sẽ thấy cuộc đời rất là an yên, rất là bình thản, rất là hạnh phúc đến với chúng ta, hay không quý vị? Đó, cho nên làm sao chúng ta phải quay trở về mình, sống với mình nhiều nó sẽ tốt. Thì thưa cô bác cùng tất cả anh chị em, vừa qua thì chúng tôi sẽ gặp gỡ với hội trường mình qua một đoạn văn trong bài Lời Viên Bổn Đạo Đức Thầy viết vào năm Nhâm Ngũ, tức là năm 1942. Thì tôi đã dùng hết cái sự hiểu biết của mình, biết đến đâu thì tâu đến đó, ngưỡng mong chư quý đồng đạo thông cảm tha thứ những gì mà cô Hà đã còn sai lầm quấy lỗi, và có những gì mà của cô bác là đủ kinh nghiệm trong cái đời tu mình để chuẩn để chắc, thì quý vị sẽ làm một hành trang cho chúng tôi trên bước đường đi về Phật, nẻo Phật. Có chư quý đồng đạo kính mến, thì xin chúc quý vị một lời, đó là luôn luôn được an vui trong chánh pháp, hanh thông trong cuộc đời, để rồi thành tựu mọi việc lành các tường và như ý. Xin trân trọng lễ phép kính chào, và xin cảm ơn ban trị sự Phật giáo và hảo xã Châu Phong rất là nhiều đã mời chúng tôi về đây qua trên một tiếng đồng hồ gặp gỡ chư quý đồng đạo chúng ta. Nam mô A Di Đà Phật. Và Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng tôi thay mặt quý quan khách và chư quý đồng đạo xin chân thành cảm ơn cô giáo lý viên Trần Thị Hà vừa hoàn thành buổi thuyết giảng giáo lý đợt 1 thật ý nghĩa, truyền cảm nhằm đi sâu vào đề tài như trên, giúp cho tất cả đồng đạo chúng ta hiểu biết thêm phần quan trọng trong giáo lý qua lời dạy của Đức Thầy, nhằm chánh ác hành thiện, đồng tiến tu trên con đường giải thoát.
Vậy một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn và chúc cô giáo lý viên nhiều sức khỏe, tâm an, trí huệ dung thông mà đem giáo lý của Đức Thầy ban rải khắp nơi nơi trong bá tánh. Vậy một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Nam mô A Di Đà Phật.